một bản quy hoạch vùng đầu tiên. Bản quy hoạch vùng có kế để Nam Giang tỏa lại lung cấp lành ngành không luật quy hoạch. Đồng bằng sông Cửu Long, phục mấy hồ chăn đi hà vết mà phe bản á, bớt sức to là hồ bảy chữ tinh ảm hòn trưng hay khòn hạ, xuất khẩu trưng khòn rất ó. Nhân ló nâng cùng vương lông hang vậy mà phe kinh tế đỉnh mương. Tà ba nhau mới lại cắt gó ra cha, nhất là khi phá mới lại hồ khuyến mở, hà ba ngành nông nghiệp, mi hồ vậy mà phe vùng đồng bằng sông Cửu Long, cực bình vùng trung tâm kinh tế nông nghiệp hưng hy. Cánh cửa đại lăng đi dùng cùng xếp bị bày nà. Phụ nỉ mi ó rú trà bình. Về quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long để rất ó vừa quản lý lông nằm dệt vừa ta ó trưng khẳng mi ca cùng hành nông nghiệp chiếm mà phe toi giảm vùng nắm mà phe cánh choi giờ dệt dần mà số cỏ bú mi ca sùng hơn chất lượng đi hơn nhằm phân trung tâm quốc khẽ còn công nghiệp trí cho giờ lên tấm ca dệt dần quy hoạch tân nỉ ao phủ cuốn dệt cốt chính của người đây là những người nông dân người sống chỗ nào thì họ phải được. Phụ quân rút nghỉ lò bói men ha. Quân kinh du dù bọn ní, trò bông trắng sẽ sơn tầng vầy hăng bi. Lò vùng mít nằm đình bón rú chăn đi rú vùng đồng làm đồng bằng sông Cửu Long. Trà Vinh là vùng đình trầu thổ, hông bì, cắp men nằm bể, mi sóng men nằm sông tiền, sông hầu, tó cắp men nằm biên đồng. Là phùng tắm cánh quàng mi lại men nằm sân nàn tin có chân đi mi lại chất đầy năm dệt bón ta ó hở Cha Vinh là bón năm dệt sơn nông nghiệp mi lại hòn mà pe mi lại men nằm bỏ các chú tàng chân nông nghiệp thành cùng tánh bà huyện Cầu Ngang tỉnh Cha Vinh phiến cà phê bú kháo đi bom he cọ khen chờ bú kèm lai tăng cọ bú ấn mình lại mừng phải tốc nọ nằm nay hái phở vân tung na bó lò chờ hót về ông nằm hái phở cùng mô hèn khớ Trà Vinh biết ta đình bố khẩu sáu cài xong hỏi sao xí bắt hết ta tay cho chính phủ tên ó nghị quyết hỏi nâng bảy sao tỉnh có hành chờ phiến ta đình bố khẩu đi giúp bưng bón lân chờ hèn khớ thương lợi rút kinh nghiệm cái hạn mặn cho bà con cũng nhận thức được thoát ó bay ép té vâng lông hèn khớ ba mẹ cò hù đầy vâng cò vài phen thái nhân lông khăn tánh gòn quân dần huyền cầu kè biết tà đình phen thái cò bú lai nhất tình Trác Vinh hót khai còn mi chế xếp vân hỏi cùng số giảm xếp dòng pan hecta đình na đầy phen bú ma báo má kiền cùng sam pi xôn ma báo mi tiếng số nì còn mi má cáp gài mỏi khang xong hỏi ban bản ngân lông phen mới chưa hông phân bòm gấp bưng nhóm kế khầy bưng nhóm công trình tổ chức lau bùng kiến đu rú tổ chức xét dần tân lung ngay đi chọc khò cáp về phen thái có bố tổ tèn chàng trải Long Sơn bốc sức to quảng quảng nhất cùng phùng nhăn lò chàng trải phú má môn hòa lộc để tổ chức hà làm chưng nhánh cửa đại chuẩn gáp té bờn cầu vì sóng văn bảy sao nhờ mi chế nhĩ tinh mết má môn rốt nỉ có đầy xuất khẩu bay Singapore liêm le gòn ngành chức năng tỉnh Trác Vinh lăng chấp biến thái hiệp thù gòn quân dần có tài lướt khẩn sòng tơ địa phương đang cố gắng bòm gắp doanh nghiệp cánh quân dần khai quang bón xuất khẩu hào quân dần tép phiến bú cỏ khẩu ký bị cớn bưng uốn ảnh sân nị có báo hình cùng mô hèn khá rút xá ản quảng hiếu huyền Trà Cú tỉnh Trác Vinh trần hành mọi chất hình khá quân dần có thể xét dần cái nỉ bò me cỏ mi nằm hái phờ bông kiến thế số để nhau gần nhằng số bưng na phiến các phê bú cỏ khẩu cùng sát hình kháng bò me cỏ khen chờ bú kèm nằm nay hái phờ mù hèn khớ mà khỏi có bú thôn ló bơ ngay đi
với thuận lợi về vị trí các khu đi mà nằm đỉnh bón xấu cánh khu đi mà tành cùng bà chỉ ngay đi cùng với tành cùng hữu cờ cánh tành cùng công nghệ dùng tành cùng bà đã nhân danh là ngành kinh tế cốt chính cùng mà bê kinh tế nông nghiệp chung mà bê số vùng đèn đình chằm mê nằm bể cánh mê nằm bể cùng với bắt bà tành lên cần đi khỏi co tành lên số đầy điên thôi lăng nghỉ hình chân đi khỏi có trò xung tổ hợp tác cả con đầy đi nhằng rú phùng chấm em nằm bề cút dần có bóng bưng ình các bưng bón tành cùng khai nỉ bưng bón đòn càng chấm em nằm có hông phân ta ó bón dệt dần tấm hiệp thủ hàng bắc hai mét ta bờ là tỉnh chấm em nằm bề mi sóng em nằm sông tiền cánh sông hậu dần hắn ngay đi học vẽ mà pe cùng bà rú giảm phùng dệt dần tành lính bà hai mẹ na còn đại hưởng lợi tại bức chính sách bà pe cúng bà thoát ngân ó năm dệt chu công trình tâm tết lim le cò chợ cánh bình hà ao chợ văn bá dù quả hao kỹ thuật khảo dệt sờn bằng khu đi nằn là có vài dệt hở tình chắc vinh nhận danh là bón bà pe khách hà đã lại quân số chu bón cùng tiền mương lăng chưa đại bưng sở ban ngành xuống chờ hở công ty năm dệt khẩu bấn hưng bị dòng băn bảy xếp chết công ty có đầy lúc cho giờ không chút băn ngành dệt dần có miên lại khu đánh ngay đi lò phùng ngay đi mà bọn năm kiến tình xú nằm nay sơn hẳn cùng co mà pe men văn Trà Vinh đang phên khánh bành nở mà pe phên thái hỏng xếp dần mà pe lón ưng cùng bưng tỉnh mi khủ đi cùng vùng đồng bằng sông cứu lòng cùng với mà pe hỏng công nghiệp nông nghiệp cánh du lịch lãnh đạo tỉnh Trà Vinh đang cố hến các lông cảm quyết dùng về mà pe kinh tế xã hội nho dùng bùng kinh tế xuống khoảng quân dần mà pe cài bưng công trình công nghiệp công nghệ dùng bòm các mà pe trùng khoảng vùng cho nhận danh cùng hòn nông nghiệp tà va hao xuất khẩu hot xí xíp tìm mảnh hơn mương no bày hỏi nâng bách xíp hà mướng cùng tên cam mướng hà va bình leo đời thường hại tên cá trương hay khổng na dẹt ó cỏ giáo cài sòng băn tỉ cùng hẳn té về chế biến thường bài nâng miên lại khổ Việt Nam có miên lại khổ phép mớ cài xí xíp tỉ hao có xuất khẩu Hava hao dệt đi về chế biến dệt sần có 90 ca dùng bưng doanh nghiệp có nhận danh lau và dệt đi tập hôm chế biến bưng tổ chức thương mại có đáy đi bòm các bưng chính sách khai nghỉ có mi tục nò mi lại lông hình về khách hà bưng doanh nghiệp năm dệt hốc xếp bà tỉnh thánh đờ thành phố đờ có khói hà đại bưng quân mà về mà pe nhất lo mà pe hòn nông nghiệp nhất lo thành phố Hồ Chí Minh sơn thành có tam mê hèn hở háo khách hà bưng doanh nghiệp nị Nam Hoạt Khay, phân mết, năng kham tép băng tỉnh cùng vùng đồng bằng sông Cứu Lòng, xung chờ các lúc mà pe vùng nông nghiệp tới lúc mà pe nông nghiệp chân hàng chất nước dùng, bỏng các dịch vụ du lịch, công nghệ chế biến, vẩy, nho dùng, ca dê sơn. Tính khay mà pe khủ đi cùng ngành kinh tế mê nằm bể. Mừng hào mi giáo cài xí xíp bán tỷ, vẩy năm dệt bưng dự án chấm bên nằm bể bưng dự án theo tang nghỉ các lại tỉnh khoảng địa phương về xếp theo bón mạ pe tặng tánh bưng chính sách là cụ phải tòn nhận danh bưng hủ thoát ó mạ pe rú hòn kinh tế cùng cánh ngóc mương vẩy mạ pe phùng đồng bằng sông cứu lòng tây lông men văn cánh hừng hy chọc khò các nằm kìm bón rú quân thầy hưởng lợi là quân dần nam dệt hừng pì ma các vùng tỉnh lì